Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 2.100 token Airbus nha bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ random cho 2.000 member may mắn nè, winner nè. Đây là kèo random. Thì để tham gia cho hôm nay, các bạn cần click cho bằng link mô tả thứ nhất mình. Các bạn đăng ký một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap nha các bạn. Sau khi có tài khoản trên trang CoinMarketCap xong thì các bạn click chiếc phần link mô tả thứ hai liên sau sự kiện các bạn. Các bạn login vào. Các bạn nhấp vào login nè. Sau khi login vào xong thì các bạn nhấp vào AirDrop. Mục đầu tiên thì các bạn bấm vào Add to Wallet. Thì các bạn copy cái địa chỉ Airbus nè các bạn. Các bạn qua bên trang CoinMarketCap nha các bạn. Các bạn tìm kiếm cái tên token của nó nè các bạn. Các bạn cho nó một sao các bạn. Rồi. Thôi các bạn khỏi cũng được các bạn. Các bạn bấm giả từ wallet nè. Rồi. Nhiệm vụ thứ hai các bạn cho anh tiếp kênh channel đó. Rồi các bạn bấm vào multi. Các bạn bấm vào multi nha các bạn. Tiếp tục các bạn cho anh tiếp kênh trailer nữa nè các bạn. Thì những nhiệm vụ random trên CoinMarketCap thế này thì thường thường thì khó là ăn các bạn. Nhưng một khi các bạn vô kèo thì kiếm tiền thưởng khá là cao nha các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter nè, CoinMarketCap nè. Đây thì mình đã follow rồi các bạn. Giá của CoinMarketCap này mình đã làm nhiều rồi các bạn. Tiếp tục cũng follow dự án BC Bắc nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like và tự quýt với cái game đi các bạn. Tự quýt lại đi các bạn. Rồi. Dòng đầu tiên các bạn chỉ khai báo là các bạn điền địa chỉ bên BC Machine của mình thôi. Các bạn dùng địa chỉ trên giấy chocolate của mình nè. Các bạn copy địa chỉ giấy này. S20 nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter mình nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram của mình nè các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào join AirDrop thôi các bạn. Vậy là xong nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này còn 8 ngày nữa sẽ biết kết quả nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 2.100 token Airbus đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn tất cả các bạn gặp những video clip tiếp theo từ mình nhé.